Mọi người ơi, showroom 39 Cây Đời. Địa chỉ đây ạ, 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhá. Đây. Cây phát tài, phát lộc xoắn này. Cái này mình trưng lên để bàn thờ, để phòng khách. Để không ạ. Đây. Tiếp theo là cây kim tiền. Cây kim tiền nó rất là nhiều nụ mọi người ơi. Nhiều nụ lắm, nhiều nụ khủng khiếp luôn. Đây mọi người quan sát này. Mấy cây treo giỏ, cây bình an này, mang đến phước lành cho mình. Cây hạt dưa, vỏ lá của nó rất là độc đáo nhá. Nó là màu xanh nhạt nhạt và có viền trắng của lá, phần lá đây. Đó mọi người. Đây là cây lan tim này. Lan tim. Đẹp không mọi người? Đó. Giỏ treo này rất là tiện lợi, mình có chỗ nào treo mình treo cũng được ạ. Mình nói treo phòng khách này, phòng ban công này, hay là mình treo sân thượng, treo cửa sổ đó mọi người. Đẹp lắm mọi người ạ. Đây là lan, cũng là lan tim, nhưng mà đây là lan tim côn minh. Đó, lá của nó nhỏ hơn này, và nó rộng hơn, nó đậm hơn, nó dày hơn đó. Đó mọi người so sánh. Đây, đây hạt dưa này xinh lắm, trời ơi. Hạt dưa này xuất sắc luôn ạ. Đây là thuộc họ sơn dầu nhé. Đẹp lắm. Xanh ngô. Đây là cau kiểu trâm này. Mấy cây kim ngân. Cây vạn đây là cây hồng môn này. Mọi người ơi, hồng môn lá non này, hoa đẹp. Kiểu lá non xanh đẹp lắm mọi người ạ. Đây. Đây em còn một số cây nữa. Cây thủy tùng này, này nó đang ra hoa ra lá đây mọi người. Đó, có ba nhánh này, thấy không? Đây là cây sen đá bích, đẹp đúng không ạ? Tại này mới về hàng đấy mọi người, đẹp lắm. Đây mọi người coi, bầu nó rất là to nhá, giá cả rất là hợp lý để ạ. Đó, bên cạnh là một cây vạn lộc đỏ, phù hợp với cả mệnh hỏa. Đó, rất là đẹp. Xin không mọi người ơi, mọi người có thể ủng hộ góc bây giờ. Đây ạ, đây là hoa đỗ quyên nha mọi người. Đỗ quyên đẹp lắm, chuẩn bị nở hoa này, mầm nhiều lắm mọi người, nụ hoa này quá trời luôn, hoa hồng mà đang nở đẹp. Cây tùng đen đó. Đây ở dưới này là, đây là cây hương thảo, nó có tác dụng là rửa mũi này, trang trí nhà cửa này, có mùi hương rất là thơm đó. Sao băng, cái sao băng, sao băng này rất là đẹp nha mọi người này, thân của nó thẳng tắp luôn ấy, xinh lắm ấy, xinh lắm mọi người ơi, xinh thật sự. Cái hạnh tiên thảo đó, bên cạnh là cây bằng, bên cạnh này là cây kim tiền đó. Đây bộ số sơn dầu. Nhiều trộm xinh lắm. Mọi người có thể lựa chọn. Đây là cái cây kim tiền mà mình chiết. Mình dâm đây, mình dâm cành nó. Mình mới đang thử nghiệm thôi, mình chưa biết là nó có ra không. Nhưng mà mình cứ để vậy, mình để một thời gian 1-2 tuần mình xem kết quả nó như thế nào, có lên hay không. Thì mọi người cùng đón chờ mình nhé, cái thành quả của mình như thế nào, có được hay không đó. Đây,
đi không mọi người. Lá nó xanh mướt à, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mướt luôn. Đây là cây trường sinh nhá. Bên cạnh này là cây chúc phát lộc, chúc phát tài. Cây chúc phát tài xinh lắm. Phát lộc này là kim tiền, rồi là kim ngân, rồi cây hạnh phúc này. Cây ngũ gia bì nữa. Cây này là cây ngũ gia bì nha mọi người. Đẹp không? Đẹp lắm. Nhìn thấy rất là đẹp. Cái vạn lộc này nó đang có hoa này mọi người, đang nở hoa, đẹp lắm. Đó. Ở trong đây là một số loại cây như là cây vạn niên thanh, vạn lộc này, với giỏ treo, kim ngân, ngọc ngân. Đó. Ây da. Vạn niên thanh treo giỏ, sống khỏe, sống dai, dễ chăm sóc, thích hợp để trong nhà, để ngoài ban công. Vừa có tác dụng là thanh lọc không khí mà vừa làm đẹp cho cái ngôi nhà của mình nó xanh mát hơn. Đó. Thì đây, bên đây cũng là một số cây tiểu trung phát tài núi, cây hạnh phúc, cây đại đế trỏ và cây thiên điểu hay là cây vạn lộc. Đó. Cột này, cột vạn lộc này, cột vạn lộc này đẹp lắm mọi người ơi, nó vừa ra lá mỏng đẹp lắm ấy, nó xanh mướt luôn à. Cây này dễ sống dễ chăm thật sự. Đây là cây phát tài núi mà có năm nhánh, thể hiện cho phúc ấy, là thể hiện cho ngũ phúc, phúc lộc thọ an khang đó mọi người. Đó. Đây. Đây là không gian quán đây mọi người. Thì có gì thì mọi người hãy sau dung em xin cây đời để có thể ủng hộ cho mình nhá. Thì đây có một số một loại bình trượng nhậu chỗ cây. Ở dưới này là một số cây như là cây kim tiền, cái đuôi công, đuôi phụng hay là đại đế là xanh này. Ngọc ngân ngân mọi người ủng hộ em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.